Xin chào các bạn nha. Hiện nay Tung Tăng TV cũng như cả tất cả anh em ekip đang còn ở Yên Bái, và chính xác hơn là đó ở thành phố Yên Bái. Khi mà đến với Yên Bái thì chúng ta sẽ nhớ ngay đến Mù Cang Chải và những nơi rất là đẹp của tỉnh này. Nhưng mà đặt chân đến thành phố Yên Bái thì Tuấn lại nhớ ngay đến một người mà rất là nổi tiếng ở trên mạng với một câu nói mà hầu như là tạo ra một cái meme, là những cái chế dành cho anh em ở trên mạng xã hội. Cái này thì giới trẻ biết nhiều và báo chí cái thời gian đấy cũng đưa rầm rộ. Đó chính là bác Nguyễn Hữu Đa. Thì cái quá trình mà tìm nhà của bác Nguyễn Hữu Đa thì Tuấn không biết đâu. Bây giờ chúng ta mò mò đi đây để nhắc lại cho các bạn này. Đây này, bác Đa này. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Mà tôi cũng phải phục cho cái anh công an rồi. Chứ phải tôi đấm cho mới nhát rồi. Đấy. Nó vô cùng cứ xin lỗi chị, anh chỉ vào mặt thế này là anh chửi. Thằng thanh con này. Tôi tới để nháo qua mà anh không hợp tác với những cái anh công an của phường, đấy, của thành phố. Đấy, mình đang muốn tìm đến cái bác này đây, nhà bác này. Mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Mà tôi cũng phải phục cho cái anh công an này. Chứ phải tôi đấm cho mới nhát. Đấy thì Tuấn cũng đang còn đi tìm nhà của bác Đa để xem bác đang sống ở đâu và bây giờ sức khỏe bác có tốt không. Và nhân dịp gần bước qua năm mới của Tết âm lịch, Tết cổ truyền, thì Tuấn cũng muốn thay mặt cho tất cả anh em ekip Tung Tăng TV đến thăm nhà bác và chúc Tết. Thì chúng ta hãy cùng nhau hành trình đi tìm nhà của bác Đa. Đấy, cũng khó đây, bởi vì chỉ biết đến tổ dân phố 5, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, cho nên chúng ta cũng chưa biết là đi như thế nào cho nó đúng. Hầu như cái cung đường ở đây thì đường thành phố và cái tổ dân phố ở phía ngoài này thì Tuấn nhìn qua với cái đôi mắt cận uy tín như thế này thì cũng chưa thấy gì. Tốt nhất bây giờ xin mời các bạn hãy cùng Tung Tăng TV tung tăng tìm nhé. Các bạn thân mến, hiện nay chúng tôi đang còn lòng vòng ở xung quanh này để có thể đến nhà bác Nguyễn Hữu Đa. Nhưng chính xác hơn, đó là bác Đang, Đang chứ không phải là Đa. Thì mình vẫn đang tìm ở đây. Sau cái quá trình mà lòng vòng rất là nhiều, chúng ta hỏi bao nhiêu người địa phương để tìm đến tổ dân phố phường Yên Ninh ở ngay thành phố Yên Bái này. Thì nhà bác Đang ở đâu này? Chủ nhân của câu nói bất hủ mà những cái trào lưu chế meme ở trên mạng xã hội. Tôi năm nay 70 tuổi mà tôi chưa từng gặp cái trường hợp nào như thế này. Và tôi đấm cho mấy phát rồi. Đấy. Đây, mình rất là hào hứng, bây giờ đang còn lặn lội đi xa mà tìm từ sáng đến giờ. Bác Đang nha, chứ không phải bác Đa đâu. Bác Đang, Đờ Ăn Đang. Nhà bác ở đâu đây? Nghe bà con bảo là ở đối diện với cây xăng nhìn qua. Mình tìm từ sáng đến giờ. Đến chúng ta đến thăm Tết, chúc Tết bác và hỏi thăm sức khỏe của bác. Đấy, một người mà rất là nổi tiếng trên mạng xã hội. Tìm mãi. Cây này không biết có phải cây xăng không. Cây xăng đây rồi. Nhà đối diện cây xăng đây. Chúng ta sẽ đổ xe vào góc này để tìm đến. Hình như ngôi nhà có sửa xe bơm vá này. Đấy. Chào cô. Cô cho cháu hỏi là nhà bác Đang ở đâu ạ? Bác Đang á, bác Đang á, tổ trưởng dân phố. Dạ vâng, Phan Hâm Mộ. Cái nhà có biển sửa xe này. Biển sửa xe đây ạ? Bác Đang hay là bác Đa? Trong mạng thì là bác Đa nhưng mà tên của bác là bác Đang. Bác Đang ạ? Vâng. Đang. Rồi cháu cảm ơn bác nhá. Vâng, cháu đây vào đây rửa Phan Hâm Mộ. đây rửa xe bơm vá luôn. Đấy. Có ai ở nhà không ạ? Chào bác. Bác có phải bác Nguyễn Hữu Đa không ạ?
Chính hiệu này bác. Bọn cháu từ xa xôi đến đến thăm Tết bác ạ. Rất là vui được gặp bác. Dạ. Đây cháu gửi biếu quà bác. Nhưng mà thế nào? Fan hâm mộ ạ, fan hâm mộ. Cháu chào. Dạ. Mày ở đâu nhưng mà hâm mộ bác nào? Đấy bọn cháu nghe bác ở trên mạng xã hội bác Nguyễn Hữu Đa, nhưng mà đến đây bọn cháu hỏi lại là bác Đang đúng không ạ? Dạ vâng, dạ vâng. Đây cháu xin phép. Tức là bác là tên là Nguyễn Hữu Đa hay là Nguyễn Hữu Đang ạ? Nguyễn Hữu Đang. Đang đấy. Thế là cháu hỏi bác A thì lại mọi người là không biết. Mọi người không biết luôn. Nhưng mà đến đây thì có may nhờ hỏi một bác lớn tuổi, bác bảo là bác đấy tên là Đang chứ không phải là Đa. Đấy. Bác vẫn khỏe chưa? Nhưng mà đợt này cháu thấy có vẻ khỏe hơn cái hôm mà quay lên TV đấy nhỉ? À cũng thế à? Bọn cháu không ăn phường ngay đây, phường ngay đây này. Dạ. Không ăn phường ngay đây. Thế thì xong cái hôm đấy là mình bắt là bắt tội phạm rồi xong cùng bác dẫn nó lên hay sao ạ? Thì hôm ấy là cái anh phụ anh Sang này nói đúng mà nói thì anh Sang này anh ấy đi anh ấy làm nhiều những cái chuyện mà nói chung khắp đất nước chỗ nào anh ấy đi. Đấy, chủ yếu là anh ấy nhầm ở những cái chỗ công an giao thông của mình ấy, thì tất nhiên là có những cái vụ mà công an mình làm là thật là nghiêm, có những vụ làm nó không nghiêm lắm là dạ. Thế do cái lúc chế là cái gì đó thì là anh ấy viết bài, tôi cho đây cũng là một cái tôi nghĩ đấy mà không có đúng không. Vâng. Quay lên trong phòng và nói chuyện đây thì cuối cùng cái đưa lên mạng này. Dạ vâng, bác cứ nói thẳng vui. Thì cũng như mấy cái vụ mà Hà Tĩnh đấy. Dạ. Cái vụ khác đấy, tôi đoán là thế. Thế nên là sau khi mà anh ấy làm rất nhiều vụ rồi về đến chỗ Yên Bái này thì hôm ấy tối mới là có một cái nói chung là cảnh sát cơ động người ta cứ đi làm trật tự ở trên đường ấy. Vâng. Thế người ta bắt một cái bắt một đôi xe, ba người đi một cái xe máy mà không được mũ, mất ba cái lỗi. Mất ba lỗi. Bắt ba lỗi nhưng mà người ta phạt một cái lỗi nặng nhất. Dạ. Còn hai cái lỗi kia người ta chuyên truyền người ta thông cảm cho. Thông vâng. Cảm người ta thả cho đi. Thế để anh Sang anh đến đấy anh ấy cũng vừa đúng cái lúc ấy thì anh Sang anh ấy đến đi đâu về anh đến đấy anh ấy gặp cái trường hợp ấy, thế là anh ấy mở điện thoại anh quay đến khi mà công an người ta giải quyết cho hai cái nói chung là cái anh đi xe máy để phạm là đầu thì không đội mũ này để kẹp ba người. Vâng. Giấy tờ xe không có. Thế là người ta cứ phạt được cái lỗi nặng nhất. Thế là lúc khi anh thả cho thanh niên này đi thì anh Sang anh ấy trưởng chính thức là anh Việt đội trưởng của cảnh sát cơ động ở đây. Anh ấy chửi bới xong rồi là anh ấy không cho xe đi làm việc. Thế là nhùng nhằng hai bên đánh nhau thế là bắt về công an phường. Ảnh anh Sang thì đánh luôn rồi công an rồi. Không đánh. Ủa là. Vậy. Tức là nó chú ý là nó đánh công an được từ lúc mà di lý công an người ta lên Việt ta như gọi các chốt về bắt người lên xe đưa về phường rồi vi phạm ở đâu thì đưa về đấy giải quyết. Vâng. Thế là đưa về công an phường đấy. Thế là công an phường mới gọi tôi lên làm chứng kiến thì từ lúc 2 giờ đêm cho đến từ 10 giờ đêm. Từ 10 giờ đêm đến 2 giờ đêm. Mà anh này tôi cũng chưa gặp cái trường hợp đúng thế thật. Chửi công an nó chửi từ lúc tôi lên mà cho đến lúc nó bỏ nó về. Mấy tiếng đồng hồ luôn ạ. Mấy tiếng đồng hồ luôn, mặc mỗi quần đùi rồi quần trần nó chửi cứ xa xả. Ui giời ơi. Mà chửi láo lắm phải nói là thế. Lâu chưa bác? Lâu rồi, bây giờ phải 3 năm. Vâng. Nhất tội chả nhớ nó mà nhớ nữa. Nhưng mà đại khái là sau khi mà cái vụ ấy rồi thì các nơi người ta mới đưa hồ sơ về những cái nơi anh vi phạm ấy. Dạ. Thì là bên công an người ta
trao đổi với nhau, thế là người ta là hồ sơ nên người ta bắt anh ấy đi cải tạo. Anh ấy ra được đến 5-6 tháng rồi. Dạ. Tức là mất 2 năm rưỡi. Buồn. Từ vị trí tức là đến bây giờ thì cũng phải 3 năm rồi. Đấy, xong rồi đến sau khi mà cái vụ ấy một tháng sau thì bên Bộ Công an người ta về người ta làm cái việc này. Vâng. Thì người ta gọi người ta phỏng vấn. Vâng. Có thế thôi chứ chả có cái gì. Bác có thể nói lại câu đấy được không? Mà ở đây nó có cái là tôi nói tâm sự với nhiều công an, bởi vì tôi cũng trước lúc bây giờ là tôi đang làm tổ phó nhân dân và làm bảo vệ dân phố mà. Vâng. Thì tôi bảo tôi thấy cái hình ảnh mà làm thế này mà nó ghép mình thì tôi rất thấy rất là nguy hiểm, thấy chưa? Yeah. Thế thì anh Bích bí thư chi bộ anh ấy gọi tôi lúc bây giờ một tháng sau rồi đấy, thì lúc bây giờ đã tung lên mạng hết rồi. Vâng. Nhiều rồi. Bí thư chi bộ mới đi điện thoại bảo anh ở đâu đấy, bảo tôi đang ở một chỗ. Có vấn đề gì đấy, bảo này em thấy trên TV anh chỉ rất láo. Và chỉ thế nào, anh chỉ láo lắm, lý do như thế nào đấy, bảo thế thì chú ơi, bởi vì trước cái hôm ấy là bên công an tôi, công an phòng cháy thì chuyện nó tung lên mạng thì là cái clip là công an nó cứ hay ngồi nó dỗi nó chơi nó xem mà nó bảo họ cũng đang có cái chuyện này ấy, nó cho mình xem mình bảo ồ chưa đổi ăn tại hồ sơ cái này mà nó vu khống cho mình cái tội gì thì chết luôn cái người ấy. Hình ảnh của mình, lời nói của mình nó rõ ràng thế rồi. Thì hôm nay công an phỏng vấn thì tôi có trả lời công an thế này, năm nay tôi hơn 70 tuổi tôi chưa gặp cái trường hợp nào như thế này, phải tôi đấm cho vỡ mặt. Cái câu này đúng tôi nói. Thế nhưng mà bây giờ nó ghép vào thêm mấy từ này. Năm nay tôi hơn 70 tuổi rồi, tôi chưa gặp trường hợp nào phải nó phải tôi đấm chung ở mặt. Anh đấy là ghép, đó là ghép. Đó, ghép mình mà nó đồng tiếng, tôi nghe cái bộ đúng tiếng của mình rồi. Mình nói thế này mà có xảy ra cái vụ gì mà nó ép mình thì mình chết luôn. Vâng. Đấy, thật sự với anh Hoàng là không sợ cái chuyện đấy đâu. Dạ, hóa ra đợt sau là ghép. Ừ, nó ghép. Nhưng mà bây giờ cái khoa học nó hiện đại lắm. Bây giờ người ta có ghép gì đi cho ông nữa, bọn chú con vẫn tách nó ra đi. Vâng, gọi là nhét chữ vào mồm được đấy. Đấy. Tôi bảo bị sợ mà. Còn lại mấy cái đợt đi. Thế thì bây giờ đi là ghép tôi đủ các cái, nhất là cái thời kỳ ấy. Các cháu ở dưới Hà Nội, các cháu học sinh đi qua suốt ngày các bạn không đáng để cho bạn. Đến xin ở bác bố mẹ, đến cả ô tô với cái này là xin để chụp ảnh với ông. Phan. Cô giáo dạy dẫn cả con với cả. Ông lúc đấy là bác nổi như con, đúng không? Nổi như con. Thế là ghép đánh bốc rồi ghép đi hành quân rồi là nó ghép đủ kiểu. giờ thành hot luôn đấy. Bác cũng hay xem cái mấy chương trình bọn cháu đi du lịch đúng không? Tôi cũng hay xem tức mở mạng là thấy các anh thực sự. Vâng. Tức là bác cũng là một khán giả của Tung Tăng TV đấy. Thì bọn cháu thì thiên về du lịch và ẩm thực, mà bước chân đến Yên Bái là phải nhớ đến Bác Đa cái đã, tìm cho bằng được nhà. Mà bọn cháu đi thì không biết cái manh mối ở đâu, cứ vừa đi vừa hỏi. Thì hỏi mấy bạn trẻ thì mấy bạn trẻ biết, nhưng mấy người lớn bơ vườn người ta không biết. Mấy cụ mà lớn tuổi thì mới biết được cái tổ dân phố số 5 này, mà lại sai cái tên là tên Đa chứ không phải là tên Đang. Đấy, và bác thì tên Đang. Vì hôm ấy ở bên Bộ Công an về, tôi cũng không hiểu thế nào, tôi cho nó là người ta giữ ý thế nào đấy. Vâng. Thì người ta không gọi chính tên mình. Vâng. Tôi đoán thế. À, tức là có thể là đôi khi trong cái nghiệp vụ thì người ta có thể là không ghi chính xác cái họ tên, thậm chí là những người mà người ta nêu tên trong báo ấy, người ta cũng không ghi rõ, ví dụ như là bác là Nguyễn Hữu Đa thì gọi là Nguyễn Hữu Đờ chẳng hạn. Đấy, người ta không ghi rõ tên. Để tránh cái phiền phức đấy. Ừ, cũng 3 năm rồi bác nhờ. Sức khỏe bác bây giờ thế nào bác? Bác anh tôi sức khỏe tôi thì cũng
Thế là so với cái tuổi của tôi, thế là tôi nào khỏe. Vâng. Còn nhiều ông thế là còn tuổi, còn kém tuổi tôi mà cũng khỉ. Vâng. Thế là bây giờ nếu như mà chính xác là tôi năm nay 73 tuổi nha. Năm nay tôi 75 rồi. 75. Thì cái vụ đấy là 70 tuổi là cách đây 3 năm. 72. Vâng. Năm ấy. Hiện tại là bác đang sống cùng với... Đấy, tôi có hai bà với lại một em nữa, nó bây giờ đi trường, À. Bọn cháu đi lòng vòng ở đây mà không biết đi lộn đường. Xong rồi chạy qua đây mới tìm thấy đấy. Thì chạy ngược lại đầu kia thì cô ấy bảo là đối diện cây xăng, và đến đây cây xăng để đóng cửa. Nó có cái nhà mà vá xe và bơm vá ở đây thì cứ vào đấy hỏi. Đấy, thực sự là để đi qua đây đứng với bác Đa tí cho nó hoành tráng quá, vào hình cho hoành tráng. Đây. Đây. Đây, các bạn thân mến, hôm nay Tuấn đã rất là vui vẻ bởi đó chuẩn luôn đó. Tuấn rất là vui bởi vì năm nay Tuấn 41 tuổi, đã đi rất là nhiều cây số và đã gặp được bác Đa, một người mà đã rất là nổi tiếng với câu nói tôi năm nay 70 tuổi chưa gặp trường hợp nào như thế cả. Phải tôi đấm cho mấy phát. Nhưng bây giờ bác đã 75 tuổi rồi. Thì bọn cháu đến đây cũng thăm gia đình bác, chúc Tết gia đình bác. Thêm nữa là chúc bác với gia đình luôn mạnh khỏe bác nhé. Và luôn là một cái người để bảo vệ cho bình an cho mọi người. Dạ, bác nhé. Và tôi cảm ơn các anh đến thăm gia đình, chúc Tết gia đình tôi. Dạ. Thì sang năm mới đến nơi rồi, thì năm cũ sắp hết rồi, nên này cũng chúc các anh mạnh khỏe, mọi sự như ý, dạ đạt vâng. được những cái ý muốn của mình, dạ. Rồi làm những cái thước phim đưa lên truyền hình gọi là gì nhỉ? Tung Đăng TV. Dạ đúng rồi. Bác hay xem nhưng bác không nhớ được cái kênh như nào. Vào cái là cũng nhận ra luôn là Tung Đăng TV là cái kênh bác hay xem đấy, thì cũng rất là vui bởi vì Tuấn cũng như cả ekip cũng đã mang đến tất cả những hình ảnh thực tế và đẹp nhất đến cho tất cả khán giả gần xa. Ngay cả bác Đa cũng là người đã tiếp cận được những cái tình cảm mà đã đưa vào trong video đấy. Cháu cảm ơn bác rất là nhiều, chúc bác sức khỏe. Vâng, đấy. Cảm ơn các anh. Dạ vâng, đây cháu cảm ơn. Dạ vâng, dạ. Đấy.